Đó là khách sạn Mường Thanh nhé, ở Mũi Né, Phan Thiết. Chung là cái cảnh cũng dễ thương, cây dừa lùng lùng nhìn là muốn hái rồi. Đằng này cũng có một cây dừa lùng lùng nữa trong tầm với nhé. Rồi bên kia là có cái swimming pool, cái hồ bơi cũng bự bự mà mới mua xong nên cái gì nó cũng ướt hết đó. Cái này là họ cái hồ bơi, bên kia có đồ chơi cho trẻ con, rồi đằng xa xa kia là biển. Biển này là không phải là cạnh biển nữa mà là sát biển luôn. Khách sạn này là cái biển là sát sát cái khách sạn luôn. Đó, đây là cái khách sạn đó. Tối hôm qua thì nước biển nó sát mép biển thôi, hôm nay thì nó đỡ hơn, nó còn thấy được chút chút cát. Nhưng mà biển mới động, trời mưa nên nó hơi đục, có chỗ tắm lại nè. Quay cho biết coi hả?